Bệnh nhân COVID-19 thứ 3 tử vong. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm một ca tử vong là bệnh nhân số 499. Theo đó, bệnh nhân thứ 3 tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam là bệnh nhân số 499 là bà TTBT, ngụ tại 1952 đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân bị ung thư máu, điều trị tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng, ra viện vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Tiền căn, bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị, đái tháo đường loại 2, tăng huyết áp. Theo giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu, thành viên tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, ung thư đường máu ác tính, không đáp ứng hóa chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và COVID-19. Trước đó, ngày 18 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 là đợt điều trị gần đây nhất của bệnh nhân tại khoa huyết học Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xuất viện triệu chứng sốt nhưng không điều trị gì. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tư vấn đến điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, được chồng chở đi bằng xe máy vì Bệnh viện Đà Nẵng đang trong tình trạng cách ly. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ngày 1 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 12 người mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc, đã chữa khỏi 373 người, 83 người đang điều trị. 3 trường hợp tử vong là bệnh nhân 428, 437 và 499. Đã lấy hết mẫu tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân COVID-19 chuyển biến tốt. Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra. Hầu hết các bệnh nhân rất nặng, vừa lọc máu vừa chạy máy thở do mắc COVID-19 kèm bệnh lý nền. Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương xây dựng xong đơn vị lọc máu tại khu cách ly phục vụ bệnh nhân, đồng thời điều động nhiều chuyên gia giỏi từ cơ sở 1 tăng cường ra trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở 2. Chỉ từ 99.000, một bữa thật no, thơm ngon, khó cưỡng. Tinh hoa ẩm thực Việt chỉ có tại Bông Sen Cớp. Bệnh viện ráo riết thực hiện công tác phòng chống nhiễm khuẩn, cố gắng không để nhiễm trong bệnh viện, trong nhân viên y tế. Trong số các bệnh nhân nặng này, một số ca có tiến triển tốt như bệnh nhân 436, 438 tiến triển tốt hơn. 4 bệnh nhân suy thận được chuyển ra điều trị đã có sức khỏe ổn định hơn. 12 bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nguy kịch. Đến sáng nay ngày 1 tháng 8, theo tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngoài 2 bệnh nhân 428, 437 tử vong, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 18 cơ sở y tế trên cả nước, có gần 20 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó có 12 ca diễn biến rất nặng, nguy kịch, tiên lượng dè dặt. Đa số các bệnh nhân nặng là các ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng, có bệnh nền, suy thận, đái tháo đường, tim mạch. Ngành y tế đang nỗ lực dồn sức khoanh vùng dập dịch COVID-19. Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến ngay khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19, thăm động viên cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý điều trị bệnh nhân tại đây. Được biết, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế, nhiều bác sĩ đã tình nguyện ở lại điều trị cho bệnh nhân đến khi hết dịch. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh viện đã trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu của Đà Nẵng. Sau khi thăm cán bộ y tế đang ứng trực tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19, buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn với điểm cầu Đà Nẵng được diễn ra ngay tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Báo cáo với Thứ trưởng, ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện nay, bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra. Hầu hết các bệnh nhân rất nặng, vừa lọc máu vừa chạy máy thở. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn biểu dương nỗ lực làm việc của các bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng.